Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ hiền lành Vào hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2021 cơ sở đồ gỗ hiền lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng đang theo dõi về các cái video bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ hương đá cũng như bằng chất liệu gỗ mun hôm nay tôi chia sẻ đó là một bộ bàn ghế phòng khách cỡ lớn bộ bàn ghế phòng khách tần thị hoàng Bộ bàn ghế này có kích thước đó là cột 14 cột liền yếm liền. Và trong video clip này tôi uh, tư vấn cho quý khách hàng có các cái phòng khách rộng thì nên dùng bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ hương đá và các cái ưu điểm nhược điểm. Về bộ bàn ghế tần thủy hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá và gỗ hương đá này được nhập khẩu từ Nam Phi. Khác với gỗ hương Lào rẻ hơn gỗ hương Lào và đắt hơn gỗ hương đỏ, hương Ba Đúc. Đầu tiên tôi xin giới thiệu đó là chiếc ghế đơn. Có thông số kích thước đó là dài 1m27, chiều sâu 77 và cao 1m27. 1m27 nó thuộc cung Tiến Bảo, 77 nó thuộc cung Tài Đức, vào cung số đỏ, số đẹp, phong thủy, thước lỗ ban. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình nhà anh Hà, anh tại Phú Thọ và toàn bộ các vân gỗ ở hai phần cột là vân gỗ tự nhiên. Trong video clip này, tôi xin chia sẻ các cái lưu ý cần thiết khi chúng ta mua sắm các cái bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ hương đá cũng như bằng chất liệu gỗ mun để đảm bảo được cái chất liệu gỗ sau khi hoàn thiện nó không bị sồi sơn hoặc chóc sơn về cái phần cột liền. Đây là nhiều giờ trường điểm lưu ý và nhiều trường hợp gặp các cái tình trạng đó là sùi sơn ở trên các cái diễn đàn thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đó là khi chúng ta dùng thì chúng ta nên đặt các cái bộ bàn ghế này có thời gian để để cho gỗ nó khô và khi gỗ nó khô đảm bảo thì chúng ta bắt đầu với đi vào hoàn thiện. Và giữa các cái khâu hoàn thiện với nhau cũng phải cách vài ngày chúng ta mới làm nước tiếp theo còn nếu như làm luôn gấp một hai ngày là xong thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái độ sơn về sau này nó rất là nhanh bong chóc đó là điều lưu ý để cho quý khách hàng tham khảo đặc biệt là về phần cột liền là vì gỗ làm một liền một miếng nó sẽ không thở được nó không có độ thở ra các cái hơi ở bên trong nó khi chúng ta hoàn thiện sơn vào nó sẽ đùn ra bên ngoài đó là hiện tượng chóc sơn và rất nhiều người thắc mắc đã bình luận ở phía dưới video và gặp rất nhiều trường hợp mua từ các cơ sở đồ gỗ khác thì hôm nay tôi chia sẻ video này để giúp quý khách hàng được yên tâm hơn khi quý khách chơi về các cái dòng sản phẩm cột liền cột liền yếm liền thì quý khách nên có thời gian không vội vàng gì chúng ta mua ngay một bộ như này phải có thời gian để cho gỗ nó khô quý khách nên đảm bảo từ 2 tới 3 tháng và hàng đặt thì nó sẽ yên tâm hơn và khi quý khách mua hàng hoàn thiện có sẵn quý khách sẽ không phân biệt được đâu là chất liệu gỗ hương đá và đâu là chất liệu gỗ hương đỏ của Nam Phi chiếc ghế dài này tôi làm với kích thước đó là dài 2m90 sâu 77 và cao 1m27 3 phần ván vách chạm phúc lộc thọ ván dày 2 phân và khuôn tranh làm dày 4 phân. Toàn bộ các vân gỗ là vân gỗ tự nhiên. Và giữa các cái vách Trạm phúc lộc thọ thì có sen các sen kẽ các cái cây hoa mai. Tượng trưng cho bốn mùa đó là tùng cúc trúc mai, phúc lộc thọ và hai ghế đơn đó là chữ phú và chữ quý. Chữ lộc thì là kèm các cái cây hoa sen, sen cò và chữ thọ đó là cây trúc phía trên thì có các cái đuôi chim điểu đang bay trông rất là tự nhiên cơ sở đồ gỗ hiền lành luôn cập nhật tới quý khách hàng các cái mẫu mã mới nhất cũng như các cái trường hợp xấu nhất xảy ra khi chúng ta mua sắm các cái bộ bàn ghế cột liền như này trong thời gian trước tôi đã làm rất nhiều các cái bộ bàn ghế gỗ hương vân gỗ hương nhập khẩu từ nam phi gỗ hương vân thì bền hơn chất liệu gỗ hương đá và do cái cái lượng gỗ không về nên là chúng tôi bắt buộc phải chuyển sang gỗ hương đá và thường gỗ hương đá này chúng tôi để khô từ 2-3 tháng bắt đầu với đóng bàn ghế thì nó sẽ được an toàn hơn nếu làm luôn làm ngay cho quý khách thì chúng tôi cũng làm được nhưng nó sẽ không đảm bảo quý khách lưu ý chiếc mặt bàn này với kích thước đó là Nhân x 1m57 Nó thuộc vào cung đó là Đăng Khoa và Đỗ Đạt Theo thước phong thủy và được chạm thuận buồm xuôi gió Ở phía bên phải màn hình các bạn đang xem đó là Tùng Hạc Và phía giữa là các cái cánh buồm trên các con thuyền đang vươn mình ra khơi Đó là tượng trưng cho thuận buồm xuôi gió Ý nghĩa mang lại các cái công việc cũng như tất cả các cái công việc trong gia đình nó đều được thuận hòa ý nói về thuận buồm sơi gió đây là đơn đặt hàng tới từ khách hàng đó là tại phú thọ toàn bộ các cái khuôn tranh của mặt bàn là cũng dày 4 phân và yếm là có đục các lá tây và bộ ghế gồm có 6 món một ghế dài hai ghế đơn một bàn to một bàn trà và một đôn bé đôn bé là vuông 50 bàn trà có kích thước là 81 x 40 cơ sở đồ gỗ quay rất chi tiết từ đằng sau lên đằng trước cho tất cả quý khách hàng cùng xem các cái vân gỗ này là vân gỗ tự nhiên đây là nước lót đầu tiên để làm nổi bật các cái vân gỗ cho quý khách dễ hình dung hơn và có thể phân biệt được với các cái dòng gỗ khác thì gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi này có các cái vân hồng hơi ánh đỏ khác với gỗ hương huyết gỗ hương ba đúc và đây là toàn cảnh bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi, cột 14, cột liền yếm liền. Chiều dài của ghế đơn đó là 1m27, thuộc cung tiến bảo, sâu 77 và cao 1m27. Toàn bộ các cái ván mặt là dày 2 phân, khung tranh dày 4 phân. Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này cũng đang được rất nhiều gia đình tin dùng vì cái dáng ghế nó là dáng cong, trông rất là uyển chuyển và đẹp bộ bàn ghế này phải kê vào phòng khách rất là rộng từ 15 tới 17 mét vuông quý khách có nhu cầu làm về bàn ghế hay cần tư vấn gì về các cái chất liệu gỗ hương đá quý khách có liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ hiền lanh để không bị các cái trường hợp sùi sơn mà tôi đã giới thiệu quý khách nhớ đăng ký kênh đồ gỗ hiền lanh để có thể xem thêm được các cái sản phẩm đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ mới nhất mà cơ sở đưa lên và Hẹn gặp lại quý khách ở trong các video tiếp theo.